vị các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cài cái chiếc camera Q21 của hãng Camvision vào tài khoản để quý vị các bạn có thể là xem từ xa bất kể nơi đâu để quý vị các bạn nhé. Thì quý vị các bạn hãy cắm nguồn cho chiếc camera cho nó khởi động xong, và thì nó sẽ có cái đèn nhấp nháy xanh liên tục như thế này quý vị các bạn nhé. Đây mình cắm nguồn, máy sạc nguồn này, và đèn nháy xanh liên tục. Thì mình sẽ bắt đầu cài chiếc camera Q21 của hãng Camvision quý vị các bạn nhé. Đây mình sẽ vào phần mềm và bấm vào là phần tên thiết bị, hoặc là bấm vào dấu cộng trên cùng bên tay phải. Bạn là quét mã QR, bạn cho phép. Thì mã QR này thì nó ngay ở dưới chiếc con cam Q21 của mình đó nhé. Các bạn chỉ cần là đưa điện thoại vào gần chiếc camera để cho phần mềm quét QR code, thì nó sẽ thông báo, thì quý vị bấm vào chữ tiếp theo. Đây là loại camera có dây và không dây, thì mình đang kết nối loại có dây quý vị các bạn nhé. Loại không dây quý vị các bạn mình sẽ bấm theo dạng là camera tiêu chuẩn, thì nó có sẽ thông báo vào đây, thì các bạn bấm vào thiết bị đã khởi động xong, bấm tiếp theo. Thì ở đây trên này chiếc cam mình có mấy gợi ý thì các bạn là đèn thông báo nhấp nháy xanh các bạn bấm này, đèn thông báo màu xanh nhấp nháy lam nhanh này, và bình tĩnh các bạn cho phép, bạn đồng ý. Thì các bạn nên chọn loại wifi là 2.4 và tần 2.4 quý vị các bạn nhé. Camera này chưa hỗ trợ bằng tần wifi là 5G, nên quý vị trước khi cài đặt chiếc camera này các bạn kết nối với wifi là âm tần 2.4. thì mình sẽ đánh mật khẩu vào đây 1 2 3 4 5 6. Thì khi đánh xong mật khẩu thì các bạn bấm chữ tiếp theo, bấm kết nối với mạng. Cái mã xác thực này thì quý vị các bạn ở dưới đi con cam nó có một cái mã gọi là Verycode, thì nó toàn là chữ cái viết hoa quý vị bạn nhé. Gì bạn đồng ý xong thì con cam với cả điện thoại nó sẽ kết nối với nhau, để tiếp theo con cam sẽ kết nối được wifi của quý vị các bạn. Thì trước đây thì nó sẽ thông báo là các bạn đặt mật khẩu cho chiếc camera này nhé quý vị, thì các bạn đánh mật khẩu là ABCD kích hoạt, bạn bấm vào tích và chọn đọc và đồng ý. Bấm tiếp theo, kết thúc. Thì quý vị các bạn đợi nó một tí để cho nó khởi động, nó kết nối với cả từ cam đến với wifi để nó gắn vào tài khoản. Wifi connected. Đấy, camera nó đã kết nối được cái wifi quý vị nhé. Các bạn đợi để nó gắn vào tài khoản và giúp quý vị các bạn có thể là xem chiếc camera ở bất kể nơi đâu, và bạn có thể theo dõi được trên các điện thoại. Mình đã gắn thành công chiếc camera Q21 của Camvision, và mình bấm tiếp theo để xem hình ảnh chiếc camera quý vị các bạn nhé. Bấm tiếp theo. Thì ở trong cái mục này thì nó sẽ gợi ý cho các bạn là bạn để tên mặc định hay là đặt tên theo mong muốn của mình. Thì các bạn mình đang để là định bấm lên.
cho cái mục này thì các bạn nếu mà muốn bật loa thì các bạn bật bật luôn cái phần âm thanh micro đấy, bấm kết thúc. Đây trong này có một số nhắc nhở thì quý vị các bạn là không hiển thị. Quý vị các bạn để xem trực tiếp trên camera thì đây là cái màn hình của nó. Thì quý vị các bạn bấm vào một là giữa cái tên của camera, hai là cái hình ảnh giữa của camera quý vị các bạn để xem. Đây ví dụ này, một là cái